Chào các bạn học sinh khối 5, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu tiết lịch sử tuần 27, bài Lễ ký Hiệp định Paris. Như chúng ta đã biết, sau thất bại ở trận Điện Biên Phủ năm 1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva với chúng ta. Đất nước ta chia làm hai miền, miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, còn ở miền Nam thì Mỹ thế chân Pháp, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, gây bao đau thương, tan tóc. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, quân và dân ta đã đập tan âm mưu xảo quyệt của đế quốc Mỹ bằng những chiến thắng lẫy lừng như cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Biết không thể khuất phục được đất nước ta bằng bom đạn, nên Mỹ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định với chúng ta. Đó là hiệp định gì, diễn ra ở đâu, nội dung ra sao và mang ý nghĩa như thế nào thì cô mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài 25 Lễ ký Hiệp định Paris. Với bài học này, sau khi tìm hiểu xong, các bạn cần hiểu được: 1. Sau những thất bại nặng nề ở hai miền Nam, Bắc, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris. 2. Những điều khoản quan trọng nhất của Hiệp định Paris. 3. Ý nghĩa của Hiệp định Paris. Ở bài học này, chúng ta sẽ có 3 hoạt động tương ứng với việc tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử diễn ra lễ ký Hiệp định Paris, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Paris. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hoạt động 1, tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử của lễ ký Hiệp định Paris. Chúng ta đã biết, cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân dân miền Nam đã làm cho Mỹ hoang mang, lo sợ và thiệt hại nặng nề. Mỹ buộc phải thương lượng với hai đoàn đại biểu của ta. Nhưng vì sao Mỹ trì hoãn không ký Hiệp định Paris? Vì Mỹ có dã tâm tiếp tục xâm lược nước ta nên cố tình trì hoãn, không chịu ký hiệp định. Thế nên cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam đã kéo dài nhiều năm. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris với ta? Mỹ phải ký hiệp định Paris với chính phủ ta vì đã thất bại trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 và trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Đó là những thất bại nặng nề của Mỹ trên chiến trường ở cả hai miền Nam, Bắc. Hiệp định Paris được ký kết ở đâu? Vào thời gian nào? Hiệp định Paris đã được ký kết tại Clébert, Paris, thủ đô nước Pháp, vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Ngay từ sáng sớm 27 tháng 1 năm 1973, cờ đỏ sao vàng, cờ nửa đỏ, nửa xanh, giữa có ngôi sao vàng được treo đầy đường phố Clébert, Paris. Nhiều nơi xuất hiện khẩu hiệu ủng hộ nhân dân Việt Nam. Tòa nhà trung tâm các hội nghị quốc tế ở phố Clébert được trang hoàng lộng lẫy. Tại phòng họp lớn của tòa nhà, dưới ánh sáng của những chùm đèn pha lê, trước sự chứng kiến của các nhà ngoại giao và nhiều phóng viên quốc tế, đại diện các phái đoàn tham gia đàm phán ký vào các văn bản của hiệp định. Các bạn quan sát hình ảnh sẽ thấy đây là ông Nguyễn Duy Trinh và bà Nguyễn Thị Bình là hai bộ trưởng ngoại giao của chính phủ ta, cùng người đại diện của Mỹ đã ký vào hiệp định. Hiệp định Paris phải trải qua nhiều năm mới có thể đạt được sự thống nhất giữa hai bên chính phủ của ta và Mỹ. Vậy để biết hiệp định ấy có nội dung gì quan trọng, có tầm ảnh hưởng như thế nào với ta và Mỹ, thì chúng ta cùng tìm hiểu sang hoạt động 2, nội dung chính của Hiệp định Paris. Hiệp định Paris có những nội dung cơ bản là: 1. Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 2. Mỹ phải rút toàn bộ quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
3. Mỹ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam. 4. Mỹ phải có trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam. Đây là một số hình ảnh về việc Mỹ thực hiện các điều khoản đã ký kết trong Hiệp định Paris. Hình ảnh những người lính Mỹ lên máy bay rời khỏi Việt Nam. Cô mời các bạn xem đoạn phim tư liệu sau. Theo Điều 5 Hiệp định Paris, trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi ký kết hiệp định, quân đội Mỹ và chư hầu phải rút thoát khỏi miền Nam Việt Nam. Đợt rút quân cuối cùng diễn ra vào ngày 9 tháng 3, 1973. Hãng AFP đưa tin, trong suốt cả ngày và đêm 28 tháng 3, các máy bay vận tải quân sự và máy bay đi thuê của các hãng tư nhân bay đi, bay về giữa hai sân bay Lan và Tân Sơn Nhất để chở các lính Mỹ rút đi. Đây là sân bay quân sự Biên Hòa, từng là căn cứ của không lực Mỹ trong giai đoạn chiến tranh. Nơi này nhiễm chất độc dioxin nặng nhất. Hình ảnh Bộ trưởng Mattis đã đến thăm sân bay Biên Hòa để báo cáo chính phủ và Quốc hội Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có dioxin. Đây là việc Mỹ làm để hàn gắn vết thương chiến tranh cho Việt Nam theo quy định trong Hiệp định Paris. Với những nội dung quan trọng như trên mà phải mất rất nhiều thời gian ta mới buộc Mỹ phải ký kết được, thì Hiệp định Paris có ý nghĩa như thế nào với đất nước ta? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua hoạt động 3, ý nghĩa của Hiệp định Paris. Hiệp định Paris mang những ý nghĩa quan trọng với đất nước ta như sau. 1. Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. 2. Tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. 3. Là thuận lợi lớn để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh, giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đây, cô mời các bạn xem một đoạn phim tư liệu về ý nghĩa của Hiệp định Paris. Hiệp định buộc Hoa Kỳ phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn diện lãnh thổ của Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo tiền đề cho đại thắng mùa xuân năm 1975. Hiệp định Paris năm 1973 do bốn bên chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa ký tại Paris. Đây là kết quả của cuộc đàm phán kéo dài 4 năm, 8 tháng, 14 ngày với hơn 200 phiên họp công khai và 24 đợt gặp riêng, là thắng lợi quan trọng to lớn về nhiều mặt của nhân dân Việt Nam. Như vậy, gần một tháng sau ngày toàn thắng Điện Biên Phủ trên không, Hiệp định Paris đã buộc Mỹ phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, tại Paris đã diễn ra lễ ký hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam. Đó cũng chính là nội dung trọng tâm của bài học ngày hôm nay. Các bạn lưu ý ghi nhớ nhé! Vậy là cô và các bạn đã tìm hiểu xong nội dung bài ngày hôm nay rồi. Các bạn nhớ xem kỹ lại nội dung chính của bài và đọc trước bài tiếp theo, Tiến vào Dinh Độc Lập. Cô chúc các bạn học tập thật tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé!